Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi Duy Nguyễn mới cùng với con Bạch Mã Hoàng Tử xuất hiện trong chuyến đi xuyên bang đầu tiên từ sau ngày định mệnh. Từ bờ Tây qua bờ Bắc, đây là THOL BBT quận 12, một trong những ngôi nhà thân yêu của Duy Nguyễn. Các bạn nhìn thấy, kế bên người hàng xóm vĩ đại của tôi đã chuẩn bị xây một ngôi nhà khác hoành tráng cũng rất là to. Các bạn sẽ nói là giá trị thương mại bất động sản của BBT sẽ đi xuống. Lầm rồi các bạn ạ, lầm rồi. Duy Nguyễn chỉ cần cái nhà kế bên đây thôi, cái nhà kế bên đây thôi, nó xây quy mô tương đương nhà bên đây thôi là bảo đảm cái khu này nó vip vip vip. Đó, bạn hiểu giá trị tại sao Duy Nguyễn đặt một cái location ở bên quận 12 chưa? Ở một cái vị thế để còn có thể phát triển vượt bậc. Duy Nguyễn không bao giờ xây building ở những nơi đã phát triển rồi và giá trị bất động sản nó không cao. Đó là nguyên tắc làm ăn tại Việt Nam nha các bạn. Hai cái bờ tường này á là Duy Nguyễn làm hơn một năm rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Gym phục vụ cuộc sống khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Cho dù xây dựng BBT ở đâu chăng nữa, cho dù xây dựng THOL ở đâu chăng nữa thì đây vẫn là cái tuyên ngôn sống, hoạt động, phát triển của tập thể BBT chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ vô đây Duy sẽ cho các bạn thấy châm ngôn của Duy Nguyễn, triết lý của Duy Nguyễn nha. Xin chào lại tất cả các bạn. Đây là một tấm ảnh rất là ý nghĩa. Tấm ảnh này là do bé Hoang chụp trong phòng của Duy. Wow. Nói chung hồi đó chỉ có mình bé Hoang vô được phòng của Duy thôi. Chụp trong phòng của Duy mà chụp bằng điện thoại mới đau các bạn. Nên tấm ảnh này là một trong những ảnh rất là đẹp. Nó thể hiện một hình ảnh Duy Nguyễn trẻ trung, khát vọng, tri thức. Nhưng mà tiếc một cái là cái độ phân giải nó được cao lắm á, nên phải vẽ lại. Và người mà có ý tưởng vẽ tấm hình này tặng Duy vào một cái dịp khai trương của BT 12 cũng là một người bạn rất là thân thiết của Duy. Những câu thơ này là tuyên ngôn, là quan điểm bất di bất dịch của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn sẽ đọc lại. Đôi tay Zimmer đâu chỉ để làm thơ mà chinh phục trên từng trang chữ nhất. Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công, nhất tình si lãng mạn em muốn không. Và ngày hôm nay trong bộ áo mới, Duy Nguyễn qua đây có việc các bạn, là không phải là khai giảng mà là một phần trong một cái buổi học đầu tiên của tất cả các em học viên trong THOL Academy. Và Duy Nguyễn muốn qua bên đó gửi gắm chút tình cảm, chia sẻ thông điệp này nọ kia với các bạn. Và bây giờ mời các bạn đến phần tiếp theo. Làm một cái video mà giàu không? Bạn nghe cả người ta đi, người ta đam mê một đời mà người ta đi thi SEA Games này nọ đi, người ta mang về huy chương rồi quá trời luôn đi. Đó. Xong rồi người ta mở cái bộ video tới học viện họ người ta coi ghi sổ. Ta nói cuộc đời hôm nay cần duy nhất hết á, hiểu không? Ghiêm nhiệm gia như vậy, chơi cho nó vui thôi, ok. Đồ điện cuộc sức BBT đồ vui rồi. Tưởng để nặng mới nhất không phải cái tập nào nó vô nó chứ nó chỉ cần một cảm giác rất lạ thôi.